Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức 16 giờ của truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, nhằm làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch theo mùa trong năm để thu hút du khách, trong 2 ngày 18 và 19 tháng 3, huyện Mù Căng Trải Yên Bái cùng với huyện Mường La, tỉnh Sơn La tổ chức Ngày hội Hoa Sơn Cha năm 2023. Ngày hội sẽ diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò chơi truyền thống dân tộc Mông, triển lãm ảnh đẹp mù căng trải, trải nghiệm bay dù lượn săn bắt mây bỏ túi, cùng với đó là các hoạt động trải nghiệm gắn kết tour du lịch, khám phá thiên nhiên. Ngày hội được tổ chức nhằm hiện thực hóa các nội dung liên kết, hợp tác trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân gian. Tại tỉnh Hải Dương, từ đầu năm đến nay đã có gần 1.500 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tăng gần 7 lần so với cùng kỳ năm trước. Năm nay, hầu hết các thị trường tuyển dụng lớn, truyền thống của Hải Dương như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản rộng cửa với nhiều chính sách ưu đãi đón lao động Việt Nam sang làm việc. Khác với thời điểm này năm trước vì dịch Covid-19, một số thị trường mới như Singapore, Romania cũng tăng nhu cầu tuyển lao động Việt Nam. Thị trường Nhật Bản vẫn chiếm ưu thế với gần 60% số lao động của Hải Dương đi làm việc. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hải Dương đang theo sát diễn biến thị trường lao động, tăng kết nối để tìm kiếm cơ hội cho lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc an toàn với mức thu nhập tốt. Thời gian vừa qua, Vườn Quốc gia Cúc Phương liên tục tiếp nhận và cứu hộ thành công hàng loạt cá thể động vật hoang dã từ các địa phương trên toàn quốc. Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển sinh vật của Vườn Quốc gia Cúc Phương đã tiếp nhận và cứu hộ 8 cá thể động vật hoang dã. Các cá thể động vật hoang dã này đều là tăng vật từ các vụ vận chuyển buôn bán trái phép động vật nguy cấp quý hiếm. Hiện toàn bộ các cá thể động vật đã được cứu hộ và di chuyển an toàn về Vườn Quốc gia Cúc Phương. Ngày 15 tháng 3, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh và các sở ngành liên quan tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, đặc biệt trên quốc lộ 20. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, sửa chữa khắc phục những vị trí hư hỏng mặt đường, đoạn tuyến không bảo đảm kỹ thuật và lắp đặt bổ sung hệ thống an toàn giao thông trên đèo Mimosa đặc biệt xử lý ngay các vị trí tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đồng thời kiến nghị với Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam trong việc đầu tư nâng cấp đèo Mimosa để bảo đảm an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến. Gần đây ngày mùng 3 tháng 3, một xe tải đổ đèo Mimosa bất ngờ mất lái đâm vào 3 xe ô tô khác khiến 4 xe bị hư hỏng nặng, hai người bị thương liên quan đến sự việc nhiều cây gỗ rừng tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp sơ Pai, huyện ca bang tỉnh gia lai bị chặt hạ hạt kiểm lâm huyện ca bang đã khởi tố vụ án chuyển hồ sơ sang công an huyện để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc Trước đó, lực lượng chức năng huyện Ca Bang đã phát hiện có nhiều cây gỗ bị cắt hạ, khai thác trái phép tại tiểu khu 114 Lâm Phần của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Sơ Pai. Huyện Ca Bang yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ hành vi khai thác rừng trái phép, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá và thu giữ gần 40.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu giá trị gần 1 tỷ đồng. Hai đối tượng bị bắt giữ là Trương Thị Hồng, 43 tuổi và Trần Thịnh, 35 tuổi, cùng chú thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Trước đó, ngày 5 tháng 3, tại địa bàn xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Công an thành phố đã bắt quả tang Thịnh đang vận chuyển 20.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu di chuyển vào thành phố. Đấu tranh mở rộng, lực lượng công an tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trương Thị Hồng, chủ của số thuốc lá nói trên. Khám sát tại nhà của Hồng, phát hiện thêm 19.900 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại, Tại cơ quan công an, Hồng thừa nhận đã cấu kết với Thịnh vận chuyển số thuốc lá lậu nói trên từ Quảng Trị vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Đến địa bàn Đà Nẵng thì bị phát hiện, bắt giữ. Phần còn lại sau đây sẽ là những thông tin thời tiết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức 16 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.